Chap 92, Tử Linh Pháp Sư, ta chính là thiên tài. Người khổng lồ dung nham bị chóng váng bởi tia hư vô xuyên thấu. Một chiêu này gây ra sát thương khủng khiếp cho nó. Người khổng lồ dung nham hét lên thảm thiết, trong con mắt độc nhất của nó có sự sợ hãi, nếu cứ tiếp tục như vậy nó sẽ chết. Nhưng nó không thể ngăn cản được, kỹ năng núi lửa phun trào, kỹ năng tia lửa chết chóc, kỹ năng phun trào dung nham. Ba kỹ năng chính được sử dụng cùng một lúc. Mặt đất dung chuyển, lửa cháy ngập trời, dung nham rửa sạch mặt đất. Nhưng Lâm Mặc Ngữ bình tĩnh, bộ xương không đau không sợ vẫn làm những gì chúng cần làm. Khi dính chiêu hư vô của vong linh chiến trường, người khổng lồ dung nham đã hấp hối. Dung nham trên người nó đã bị dập tắt để lộ cơ thể đá đen bóng. Các chiến binh khô lâu đã xông đến trước mặt nó lần lượt tung ra kỹ năng, giáng cho nó một đòn chí mạng. Lâm Mặc Ngữ lấy số lượng đè bẹp con boss, rất nhanh nó đã bị tiêu diệt. Hệ thống thông báo, đã giết người khổng lồ dung nham, kinh nghiệm cộng 3.8 triệu. Lúc này đám người Bách Lý Thắng và đám thuộc hạ đang nghỉ ngơi bên ngoài phó bản, nghe tiếng chuông vang lên, một tên thốt lên. Lại có người phá kỷ lục phó bản. Bách Lý Thắng toát mồ hôi lạnh, tò mò hỏi tên thuộc hạ. Ai đã tạo ra kỷ lục mới, đi xem nào. Tên thuộc hạ kế bên suy đoán, không lẽ lại là Lâm Mặc Ngữ. Một thuộc hạ khác ngay lập tức chạy vào sảnh đường của phó bản. Một lúc sau người đó chạy trở lại với vẻ mặt không thể tin được. Thiếu viện trưởng, là Lâm Mặc Ngữ, hắn ta đã tạo ra kỷ lục mới. Cái gì? Bách Lý Thắng nhảy dựng lên, Lâm Mặc Ngữ không phải vừa mới vào phó bản sao? Làm sao có thể tạo ra kỷ lục mới được, chẳng lẽ vừa rồi hắn ta lại thoát khỏi phó bản cung điện hỏa thần đi đến một phó bản khác có độ khó thấp hơn. Bách Lý Thắng không tin tự mình chạy vào sảnh đường của phó bản. Lúc này, trước phó bản cung điện hỏa thần đã chật kín người, ai nấy đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tôi đã nói rồi mà, lần thứ hai Lâm Đại Thần vào phó bản, chắc chắn sẽ tạo ra một kỷ lục mới. Đúng vậy, kỷ lục lần thứ hai mới là thứ không ai có thể lay chuyển được. Cũng chưa chắc, có lẽ lần thứ ba lần thứ tư Lâm Đại Thần vào phó bản, có thể phá kỷ lục của chính mình. Cũng đúng, người có thể phá kỷ lục này chỉ có Lâm Đại Thần, người khác đừng hòng làm được. Trong lòng Bách Lý Thắng không khỏi trùng xuống, cảm thấy không thoải mái. Không ngờ Lâm Mặc Ngữ thực sự đã tạo ra kỷ lục mới của cung điện hỏa thần. Cung điện hỏa thần mà đội 12 người của họ không thể vượt qua, Lâm Mặc Ngữ một mình đã hoàn thành và còn nhanh như vậy, khoảng cách thực sự lớn như vậy sao? Nghe thấy mọi người xung quanh không ngừng khen ngợi và ngưỡng mộ Lâm Mặc Ngữ, càng ngay càng không thoải mái, càng ngay càng thấy khó chịu. Khuôn mặt của Bách Lý Thắng dần trở nên méo mó, hắn ta không thể chấp nhận kết quả này. Kỷ lục mới do Lâm Mặc Ngữ tạo ra sáng chói trên màn hình phía trên phó bản. Thời gian 1 giờ 12 phút 34 giây, một thành tích rất khủng khiếp, một kỷ lục không ai có thể phá vỡ. Kỷ lục cấp ác mộng đã được giữ trong 5 năm là hơn 8 giờ. Tên Bách Lý Thắng khuôn mặt đờ đẫn ngu người vì không thể tin nổi, 1 giờ 12 phút 34 giây. Lâm Mặc Ngữ hắn đã thiết lập kỷ lục mới với độ khó địa ngục và thời gian là 1 giờ 12 phút sao? So với kỷ lục cấp ác mộng 5 năm trước nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Điều này cũng chứng minh đầy đủ sức mạnh thực sự của hắn, hoàn toàn không thể đánh giá theo cấp độ. Bách Lý Thắng cố gắng siết chặt nắm tay đang run rẩy của mình mà nghĩ, chiến lược thật sự của hắn, chỉ sợ là ta có thể cũng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này xoáy nước của phó bản lóe sáng, Lâm Mặc Ngữ xuất hiện bên ngoài phó bản. Nhưng giây tiếp theo, xoáy nước của phó bản lại phát sáng, Lâm Mặc Ngữ trở lại phó bản một lần nữa, đặt lại thời gian hồi chưa tiếp tục cày phó bản ở độ khó địa ngục. Thanh niên phải cày thêm phó bản cung điện hỏa thần để thu thập đủ tinh thể lửa. Đám người ở sảnh phó bản trầm trồ, vừa ra lại vào, Lâm Đại Thần thật siêng năng, một mình cày không mệt sao? Cũng không nghỉ ngơi một chút, có lẽ đây là sự khác biệt lớn giữa Lâm Đại Thần và chúng ta. Ta nhớ Lâm Đại Thần trước đây cũng vậy. Trước đây khi dẫn người khác vượt phó bản sa mạc bạo chúa đều là cày liên tục không hề nghỉ ngơi. Dù sao, nếu sau này có nhiệm vụ phó bản nào không vượt qua được, bạn có thể thử tìm Lâm Đại Thần. Không có phó bản nào mà hắn ta không thể vượt qua. Tất cả các chủ đề đều xoay quanh Lâm Mặc Ngữ, đều khen ngợi Lâm Mặc Ngữ. Tiếng cổ vũ hâm mộ liên tục vang lên, Lâm Đại Thần, Lâm Đại Thần. Trong khi đó tên Bách Lý Thắng gần như muốn gục ngã hoàn toàn, hắn không muốn nghe nữa. Bước ra khỏi sảnh đường của phó bản, hắn ta có cảm giác chán nản, lòng tự tin bị đả kích nghiêm trọng, nhất thời không thể hồi phục. Tự tin dẫn theo đội hình đầy đủ 12 người chuẩn bị kỹ lưỡng muốn lập kỷ lục mới của phó bản. Kết quả là đánh được một nửa thì buộc phải rút lui, kết thúc trong thất bại. Lâm Mặc Ngữ ngay lập tức dạy cho hắn ta một bài học, sự so sánh thầm lặng này còn khiến hắn ta khó chịu hơn cả việc bị tát vào mặt. Một luồng khí hoàn toàn bị chặn lại trong lồng ngực, muốn nhổ cũng không ra. Sau một lúc mất hồn, hắn quay đầu lại nhìn tên thuộc hạ một cái. Bách Lý Thắng thở dài chán nản, quay về thôi, chúng ta không đánh phó bản này nữa. Nói xong cũng không đợi thuộc hạ, trực tiếp kích hoạt đá dịch chuyển rời khỏi sảnh đường phó bản. Lúc này xoáy nước của phó bản lóe sáng, Lâm Mặc Ngữ đã đánh xong phó bản, thanh niên được dịch chuyển trở lại. Một thứ ánh sáng vàng từ lâu chưa xuất hiện lóe lên, Lâm Mặc Ngữ mừng thầm, cuối cùng cũng lên cấp rồi. Hệ thống cập nhật thông tin, chức nghiệp Tử Linh Pháp Sư, chức nghiệp duy nhất, đẳng cấp 28, sức mạnh 740, thể chất 740, nhanh nhẹn 740, tinh thần 3100. Bất chợt Lâm Mặc Ngữ nhìn thấy gì đó mà giật nảy. Hả, đám người ở sảnh phó bản điện được xôn xao. Nhìn kìa, một luồng năng lượng kỳ lạ xuất hiện trên quảng trường bên ngoài sảnh đường của phó bản. Lâm Mặc Ngữ, người đang nghỉ ngơi, từ từ mở mắt ra và nhìn thấy một nhóm người đang đi tới. Không chỉ Lâm Mặc Ngữ, sự xuất hiện của nhóm người đó đã khiến cả quảng trường im lặng.
đó là hơi thở của trang sức Boss và không chỉ một món. Ninh Y Y có trang sức Boss, nhẫn của vua Goblin Lâm Mặc Ngữ rất quen thuộc với hơi thở này. Tuy nhiên Ninh Y Y chỉ có một chiếc vì vậy nó không mạnh lắm, nhưng bây giờ có ít nhất 10 luồng khí Boss hòa vào nhau rõ ràng đã trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Mặc Ngữ rất tò mò đội ngũ nào lại có nhiều trang sức Boss như vậy. Ngay cả những học viện độc lập đó cũng chỉ có một vài món trang sức Boss rất khó để thành lập một đội. Dịch chuyển kết thúc. Mọi người nhìn rõ hình dáng của nhóm người này, không quen biết người nhưng lại quen biết quần áo và logo trên đó không khỏi kêu lên kinh ngạc. Là học viện sáng thế, tại sao người của học viện đỉnh cấp lại đến đây, thật kỳ lạ, họ hiếm khi xuất hiện, mỗi người đều bí ẩn và kiêu ngạo. Tôi đã ở học viện này nhiều năm rồi nhưng chưa gặp họ mấy lần. Nghe nói các học viện đỉnh cấp không ở trong học viện, vì vậy rất khó để gặp họ trong học viện, thật kỳ lạ, tại sao họ lại đến đây? Việc đội của học viện sáng thế đột nhiên đến đây đã thu hút sự chú ý của không ít người, hình như tất cả bọn họ đều có trang sức Boss, nhẫn của vua Goblin, vòng cổ hỏa trùng, hoa tai phong linh. Đám người vây xem kinh hãi, đều là trang sức Boss mà. Chúa ơi, mặc dù tất cả chỉ là trang sức Boss cấp vàng, nhưng chúng gần như đã thành một bộ, giá như tôi có thể có một món trang sức Boss thì tốt biết mấy. Giọng nói tràn đầy sự ghen tị, có hàng ngàn Boss trên thế giới vô số phó bản. Một số phó bản sẽ rơi ra vật liệu có thể được làm thành trang sức đặc biệt, loại trang sức đó được gọi là trang sức Boss có một số thuộc tính kỳ diệu. Dưới cấp 40 trang sức Boss tốt nhất là nhẫn của vua Goblin, không liên quan đến cấp độ hoàn toàn là thuộc tính. Nhẫn của vua Goblin, thuộc tính của nó có thể tăng thêm một cấp kỹ năng, chỉ riêng thuộc tính này đã khiến nó trở thành vua của các trang sức dưới cấp 40. Lâm Mặc Ngữ nhìn nhóm người này tổng cộng 12 người cả nam và nữ. Sau khi đến họ không nói một lời phớt lờ mọi lời bàn tán, trực tiếp bước vào sảnh đường của phó bản. Lâm Mặc Ngữ không quá quan tâm, đến sảnh đường phó bản chắc chắn là để đánh phó bản không thể nhìn thấy, không đáng để quan tâm. Có người đi theo sau đó chạy ra hét lên, họ đã vào phó bản cung điện hỏa thần. Khóe miệng Lâm Mặc Ngữ nở một nụ cười, hóa ra là đi đánh phó bản cung điện hỏa thần. Điều này không có gì lạ, chắc chắn cũng là vì truyền thuyết đó. Có 3 phó bản nguyên tố lửa, gió và nước trong sảnh đường phó bản. Nếu tất cả đều giống như phó bản cung điện hỏa thần, bạn có thể nhận được tinh thể nguyên tố tương ứng và bạn cũng có thể hợp nhất chúng thành đá thần nguyên tố kém hơn. Nó luôn có thể giúp ích cho việc thăng cấp nghề nghiệp khi chuyển chức lần 3. Đúng lúc này cô nàng Thư Hàn chạy đến gọi thanh niên, Lâm học đệ. Thanh niên Lâm Mặc Ngữ vừa quay lại thì có tiếng ai đó thốt lên, trời ạ, Viêm Hoàng học viện cũng tới. Lúc này hơi thở của trang sức Boss lại tràn ngập, hơn nữa còn nồng nặc hơn 3 phần so với trước. Một nhóm người chơi khác đã dịch chuyển đến, nhóm người này lại có nhiều trang sức Boss hơn. Sự xuất hiện của họ một lần nữa khiến mọi người kêu lên kinh ngạc. Trời ơi, tin nổi không, học viện Viêm Hoàng cũng đến, xem ra học viện Viêm Hoàng và học viện sáng thế đối đầu rồi. Ánh mắt Thư Hàn có chút kinh hãi, sự xuất hiện của học viện Viêm Hoàng còn mạnh mẽ hơn cả học viện sáng thế. Ngay khi đến họ đi thẳng đến sảnh đường của phó bản và nhanh chóng bước vào phó bản cung điện hỏa thần. Sau một lúc trấn tĩnh, Thư Hàn liền cung cấp thông tin cho Lâm Mặc Ngữ. 3 học viện hàng đầu trong học phủ Hạ Kinh, học viện mạnh nhất đương nhiên là học viện sáng thần. Không còn nghi ngờ gì nữa, học viện sáng thần luôn đứng đầu, điều này là không thể tranh cãi. Tiếp theo là học viện sáng thế và học viện Viêm Hoàng. 2 học viện có thực lực ngang nhau, rất khó nói ai giỏi hơn, bọn họ luôn tranh nhau cái vị trí thứ hai. Nhưng dù là học viện nào, so với các học viện khác hay học viện bình thường trong học viện đều là những tồn tại bí ẩn và mạnh mẽ. Lần này, 2 học viện này có lẽ cũng sẽ so sánh xem ai đánh phó bản nhanh hơn. Đột nhiên cô nàng Thư Hàn nhìn Lâm Mặc Ngữ mà cười tít mắt. Bất kể họ so sánh như thế nào, họ cũng không thể phá kỷ lục của Lâm học đệ. Trong bảng xếp hạng, học viện sáng thế và học viện Viêm Hoàng bị học viện sáng thần đè đầu cưỡi cổ. Lâm học đệ lại đè đầu cưỡi cổ họ trong phó bản, họ có tranh giành thế nào thì muôn đời họ cũng chỉ là kẻ về nhì. Ha ha ha. Được cô nàng bách khoa toàn thư Thư Hàn giải đáp, thanh niên Lâm Mặc Ngữ cũng hiểu được tình thế hiện tại. Thì ra là thế, Lâm Mặc Ngữ suy nghĩ về luồng khí mà hắn ta vừa cảm nhận được. Trong số rất nhiều luồng khí của trang sức Boss, có một luồng khí đặc biệt hơn đã thu hút sự chú ý của hắn ta. Luồng khí này cho hắn ta cảm giác giống như một con quái vật nguyên tố lửa, quái vật nguyên tố lửa có đặc tính miễn nhiễm sát thương nguyên tố lửa. Trang sức Boss đó dường như cũng có hiệu ứng tương tự, nhưng tôi chưa thấy nó cụ thể, tôi không thể chắc chắn hoàn toàn. Nếu có cơ hội, bạn có thể tra cứu thông tin về trang sức Boss. Hắn ta biết rất ít về khía cạnh này, Bạch Y Viễn dường như cũng không có ý định nói với hắn ta. Có lẽ trong mắt của một cường giả cấp thần như Bạch Y Viễn, trang sức Boss cấp thấp căn bản không đáng để mắt tới. Yêu cầu về trang bị của họ đã đạt đến một cấp độ khác, ít nhất nó phải là trang bị cấp huyền thoại để lọt vào mắt họ. Đám người học viện Viêm Hoàng cũng nhanh chóng tiến vào phó bản cung điện hỏa thần độ khó địa ngục. Lúc này trong tiểu viện Bạch Thần, 3 lão già đang xem tình hình trong phó bản cung điện hỏa thần. Là người quản lý sảnh đường phó bản, Ninh Thái Nhiên có thể xem tình hình trong bất kỳ phó bản nào, thậm chí ông ta còn có thể can thiệp. Trong màn hình, cả đội của học viện sáng thế và học viện Viêm Hoàng đều đang chiến đấu với người làm vườn cung điện hỏa thần. Và đã chiến đấu được một lúc rồi, có vẻ như tiến độ của cả hai bên là gần như nhau. Tuy nhiên, xét đến việc học viện Viêm Hoàng vào phó bản muộn hơn một chút, họ vẫn đang dẫn đầu. 3 người thưởng thức nó như đang xem một bộ phim. Lão già Ninh Thái Nhiên lên tiếng, sáng thế học viện cùng Viêm Hoàng học viện quả nhiên cùng tới và ra hết sức chiến đấu, có vẻ như lần này học viện Viêm Hoàng sẽ dẫn trước một bước.
Ông ta nói rất đúng, cả ba đều có thể thấy điều đó. Bạch Y Viễn nhấp một ngụm trà rồi đáp lời. Bình thường thôi, lần này đội học viện Viêm Hoàng do hiệp sĩ Thánh Hỏa dẫn đầu, bản thân hiệp sĩ Thánh Hỏa đã có khả năng kháng lửa cực mạnh, cộng với hỏa trùng giới gần như miễn nhiễm với sát thương lửa. Áp lực trị liệu của bọn họ giảm bớt không ít, ông không thấy người chữa trị của học viện Viêm Hoàng cơ bản không cần quan tâm đến hiệp sĩ sao? Hiệp sĩ Thánh Hỏa là một nghề huyền thoại, bẩm sinh sở hữu một loạt kỹ năng liên quan đến lửa. Bản thân nó có khả năng giảm sát thương nguyên tố lửa mạnh mẽ, rất thích hợp để đánh những phó bản có sát thương lửa mạnh như cung điện hỏa thần. Ninh Thái Nhiên tiếp lời, không chỉ vậy, mỗi DPS của họ đều được trang bị bùa hộ mệnh băng tăng thêm sức mạnh của nước trong các cuộc tấn công. Nước khác lửa sức mạnh của nước có thể tăng cường khả năng sát thương lên quái vật hệ lửa. Qua phân tích của hai người, đều xác định học viện Viêm Hoàng sẽ thắng. Bạch Y Viễn thản nhiên cắt ngang, chưa đến bước cuối cùng thì chưa biết được. Nhưng dù ai thua ai thắng cũng không quan trọng. Dù sao thì học viện sáng thần của lão già cũng không ai có thể lay chuyển được, không sánh bằng lão đầu tử sáng thần học viện. Bọn họ cũng chỉ có thể mỗi ngày tranh giành những thứ này. Kỷ lục phó bản cũng bị thằng nhóc Lâm Mặc Ngữ đè bẹp, bọn họ vẫn là kẻ về nhì muôn đời, kỷ lục phó bản 1 giờ 12 phút chưa từng có trước đây, có lẽ cũng không có ai sau này. Trong lời nói thản nhiên của Bạch Y Viễn, có một chút thương hại ẩn hiện. Nói đến Lâm Mặc Ngữ, khóe miệng Ninh Thái Nhiên đột nhiên giật giật, hình ảnh trước mắt đã thay đổi. Thêm một khung hình thằng nhóc thối lại vào phó bản rồi. Bạch Y Viễn cười lớn, nhìn thấy Lâm Mặc Ngữ ông ta lập tức tỉnh táo lại. Đây là lần thứ mấy nó cày phó bản này rồi? Mạnh An Văn đáp lời, lần thứ 7 rồi. Ninh Thái Nhiên nhìn thấy hành động tiếp theo của Lâm Mặc Ngữ, lần này có vẻ hơi khác, mắt Mạnh An Văn nheo lại liếc nhìn. Lần này nó muốn tốc độ, đây là muốn triệt để đánh bại người khác, không nhìn ra bình thường im lặng như vậy hóa ra lại bụng dạ đen tối. Lão Bạch, thằng nhóc Lâm Mặc Ngữ có chút giống ông lúc trẻ đấy. Bạch Y Viễn nghe lão Mạnh nói xấu mình thì nổi điên, hai ông mau lăn đi chỗ khác đi. Bạch Y Viễn rất hài lòng với cách làm của Lâm Mặc Ngữ, quả thực có vài phần giống với ông ta lúc trẻ, chỉ là lúc đó ông ta kiêu ngạo hơn, không kín đáo như Lâm Mặc Ngữ. Nụ cười trên mặt Bạch Y Viễn càng rạng rỡ hơn, đánh một chút cũng tốt, đỡ cho bọn họ suốt ngày vênh váo, để bọn họ biết rằng núi này cao còn có núi khác cao hơn. Sau này thằng nhóc Lâm Mặc Ngữ vào học viện sáng thế cũng sẽ không bị bắt nạt. Ninh Thái Nhiên sửng sốt một chút, ông định để nó vào học viện sáng thế, không cho nó vào học sáng thần à? Thông thường một thiên tài hàng đầu như Lâm Mặc Ngữ chắc chắn sẽ vào học viện sáng thần. Mạnh An Văn cũng hơi tò mò, không biết tại sao Bạch Y Viễn lại nói như vậy. Xét cho cùng, trước đây ông ta đã nói với Lâm Mặc Ngữ về một số điều kiện để vào học viện sáng thần. Lúc đó ai cũng nghĩ rằng ông ta sẽ sắp xếp cho Lâm Mặc Ngữ đến học viện sáng thần. Nhưng Mạnh An Văn chỉ nghĩ một chút là đã hiểu tại sao. Bạch Y Viễn nói một cách hùng hồn, lão già đã có học trò rồi, những tài nguyên quý giá trong tay chắc chắn đã dùng hết. Không còn tài nguyên nữa mà còn để thằng nhóc Lâm Mặc Ngữ đến đó làm gì, nhặt đồ người khác không cần sao, tôi biết học viện sáng thế còn có một số thứ tốt, tất nhiên là phải đến đó. Ông đúng là một tên cướp. Mạnh An Văn biết chuyện của Lâm Mặc Hàn, nghe Bạch Y Viễn nói như vậy quả thực có lý của ông ta. Không còn tài nguyên vậy thì đến học viện sáng thế làm gì, muốn học hỏi, Bạch Y Viễn không dạy được sao, đến đó không phải là vì những tài nguyên đó sao. Trong lúc này Ninh Thái Nhiên bắt đầu cân nhắc, Ninh Y Y nên đi đâu. Trong màn hình bên trong phó bản, sau khi thăng cấp bộ xương bị tiêu diệt của Lâm Mặc Ngữ cũng được bổ sung đầy đủ. Nhân cơ hội này chơi một lần tốc độ siêu tốc đi. Triệu hoán không gian 260 trên 280, số lượng chiến binh khô lâu 160, số lượng pháp sư khô lâu 100. Thanh niên quyết định triệu hồi ra hết, một binh đoàn chiến binh khô lâu và pháp sư khô lâu xuất hiện. Lâm Mặc Ngữ giơ cao lưỡi hái tử thần tràn đầy tinh thần lực ra lệnh. Đi đi, để lại tất cả xác và gom chúng lại cho ta. Lâm Mặc Ngữ di chuyển rất nhanh, chạy hết tốc lực phía sau nhóm quái vật. Chiến binh khô lâu nhanh chóng đi qua hang động chạy đến lối vào cung điện. Bất chấp cảnh báo của con mắt khổng lồ, tất cả đều xông vào cung điện. Những con quái vật phía sau cũng đuổi theo chúng vào cung điện. Lâm Mặc Ngữ là người cuối cùng đi vào. Khi thanh niên chạy ra từ đầu bên kia của cung điện, chiến binh khô lâu đã chạy vào khu vườn và đang chạy vòng quanh khu vườn. Chúng nhanh chóng tấn công người làm vườn. Lâm Mặc Ngữ cùng binh đoàn tiếp tục di chuyển về phía trước. Thanh niên rất nhanh đã đến chỗ con boss một mắt. Lâm Mặc Ngữ bình thản xin chào, đã lâu không gặp. Lần này ta mang cho ngươi vài món quà. Xin lỗi, lần này ta đang vội. Vừa dứt câu, đám chiến binh khô lai đã quăng hàng loạt xác chết vào chỗ con boss. Thanh niên Lâm Mặc Ngữ lạnh lùng kích hoạt kỹ năng thi thể bạo liệt, một loạt tiếng nổ lớn vang lên, xác chết mới sức nổ rất mạnh mẽ. Sau hơn 30 vụ nổ liên tiếp, khu vườn trở nên hỗn loạn, cả boss và quái vật xung quanh đều bị nổ chết. Đám người bên ngoài sảnh điện đường phó bản há hốc mồm miệng khi kỷ lục phó bản lại được lập. Nhìn kìa, kỷ lục phó bản lại đổi mới, đã kết thúc tập 92 của bộ truyện tranh Tử Linh Pháp Sư, ta chính là thiên tài rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.